Chào bác, hôm nay là ngày 14 tháng 6, cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người một cái lô máy cưa xích Nhật bãi này. Lô máy cưa xích này, máy cắt cỏ này, máy tỉa bờ rào cho bác lựa chọn này. Đấy. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0976123370, bác nào mà quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại đó nha bác nhé. Thì bác nào xem clip thì hay quan tâm sản phẩm thì vui lòng cho em xin nút đăng ký kênh, like và chuông thông báo nhé. Like này, đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi khi các bác có thể cập nhật sớm nhất những cái món hàng về cửa hàng bên em các bác nhé. Đấy, cái lô này lô GT em giới thiệu qua này sẽ gồm có hai cây tỉa rào nhá, cây COA này, cây Taka này, hai lưỡi một lưỡi này, gắt cỏ thì có Mazu 32 nhá, Taka 34 nhá, Mazu 26 này, Makita này, còn Echo 330 nhá. Đấy, cưa xích thì có máy COA này, Echo này, Makita này, tay dài có Komatsu này, con này là con Echo 3901 này, con này COA 3036 này, con G365 nhá, G365 luôn cho bác này. Con này thì con tay cụt này. Đấy. Rồi. Khi các bác mua hàng em cái sản phẩm theo kèm sẽ gồm có này. Rũa và tiếp cho bác nhá, rũa và tiếp này. Ok. Em xin phép giới thiệu chi tiết cái lô máy cưa xích ngày hôm nay. Thì đầu tiên giới thiệu cho bác một cái đầu máy này, cái đầu máy Echo 452. Con này thì bên em đã dọn nổ cho bác nhá. Đấy, con này thì không có làm xích này. Đấy. Máy về không làm xích dọn nổ lên cho bác. Con này thì xích là xài xích đại này. Xích đại này, làm là xích đại nhá, làm đuôi to này. Con này thì 45cc. 45cc luôn. Con này giá 1.200.000 bao ship nhưng máy đã dọn nổ cái đầu động cơ các bác, có làm xích rồi các bác có thể mua về nhá. Đấy, gắn làm xích vào chạy được luôn. 45cc xẻ thế cái kiểu thoải mái luôn. Con này bán anh em giá 1.200.000 này. Ok, tiếp theo là con GT1 cần GT1 này, GT1 con tay cụt Taka, con này con tay cụt Taka nhá. Thích hợp cho bác cắt gia đình này hay là tỉa cây cảnh các kiểu này. Đó. Tỉa cây nhá, cắt củi này hay là leo trèo cắt tỉa nhánh tỉa cành này. Con này nó có trợ lực này, có bơm xăng phụ cho bác nhá. Có trợ lực, có bơm xăng phụ cho bác này. Đấy, cái tay cầm của nó này nó có phần để đỡ bị mồ hôi nó trơn nhá, rất là ok luôn. Con này 33cc, nòng 37 ly, lam con này lam 30. Xích là xài xích chuột nha các bác nhá. Máy còn rất là đẹp. Con này trọng lượng của máy nhẹ nhàng thôi. Trọng lượng của nó là 4 cân rồi các bác ạ, 4 cân rồi nhá. Ok, test tủ cho bác nhá. Lê gió kéo ra các bác nhá. Đấy, đóng lên gió vào. Rất là dễ nổ thôi, mình kéo lê gió ra, đóng lê gió vào là nổ thôi. Kéo lê gió, cái bác khởi động các bác kéo lê gió ra và nổ đầy lê gió chỗ vị trí này nha các bác. Nổ buộc cái các bác đóng lê gió vào là máy sẽ nổ thôi, rất là ok. Con này bán anh em giá chỉ 1.600.000 bao ship nhá. Con số 2 này, con số 2 đến từ thương hiệu, một cái thương hiệu siêu VIP nhá. Con này là dòng Komatsu. Con này Komatsu G365 nhá, 365 nhá, đời 3 số luôn, cực kỳ ngon luôn. Con này 36cc, 36cc, nòng 40 ly. Con này cắt, dành cho bác cắt khai thác nhá. Con này sử dụng là lam Latin, xích cả xích chuột, lam 35 nhá, đường kính lưỡi cắt được tầm 35 này. Đấy. Con này thì quá ngon luôn. Con này cắt rất là đầm tay luôn. Để nói về sức mạnh con này thì các bác có thể đi xẻ, đi khai thác chuyên nghiệp được luôn nhá. Con này thì bán anh em giá là 3 triệu bao ship. Con này thì bán anh em giá giảm anh em 100.000 nha, còn 2.9 đây trong clip này rồi. Em ghi 3 triệu các bác chốt em sẽ giảm cho các bác 100.000 nha, còn 2.9 bao ship cho các bác nhá. Dòng này cắt bao mạnh cho bác luôn. Ok, G365 các bác nhá. Một dòng siêu VIP luôn. 5 ký 7. Nếu mà dòng G365 này các bác biết rồi. Komatsu nó chạy cực kỳ bền nhá. Máy, tất cả những cái máy xăng của nó chạy đỉnh cao luôn. Test nổ con số GT2 cho bác, con này giá 2.9 bao ship. Quá mạnh luôn. Cực kỳ lực luôn nhá. Cực kỳ mạnh luôn.
Con này bán anh em giá 2.900.000 bao ship này. Quá xuất sắc. Ok. Tiếp theo. Con số GT3 này, con GT3 có đế từ thương hiệu COA 1036S. Con này là 36cc, nòng con này nòng 40mm các bác nhá. Thích hợp cho các bác cắt gia đình hay các bác cắt vanh gỗ tầm 100 đổ lại. Đấy. Cắt keo cắt kiếp 100 đổ lại cực kỳ mạnh. Cái dòng này vòng tua cực kỳ lệ nhá. Cinewa 1036S này, làm con này làm 40. Con này làm 40 xích là xài xích chung 91 nhá. Con này có trợ lực lớn này. Có trợ lực lớn nha các bác nhá. Giờ rất là nhẹ nhàng. Con này giá 2.600.000 bao ship của dòng siêu VIP luôn. Nói chung là dòng Cinewa thì các bác biết rồi. Nó cực kỳ vòng tua cực kỳ mạnh này, máy nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ bền bỉ cho bác luôn. Một cái thương hiệu quá nổi tiếng của máy cưa Nhật bãi luôn. Trọng lượng của nó này là 5.2 kg. Ok, test đổ luôn tiếng máy con GT3 cho con này giá 2.600.000 bao ship. Ok, con này thì chụp giật trợ lực lớn nha các bác nhá. Giật rất là nhẹ, các bác nhìn giật rất là nhẹ, rất là dễ nổ. Cho con này bán anh em giá 2.600.000 bao ship. Tiếp theo con GT4 này. GT4 này có đến từ thương hiệu Echo QZ 3901 nhá. Con này là 3901, con này là 39cc, nòng 40mm. Làm con này làm 40 xích là xài xích chuột nhá. Xích con này thì đã thay xích mới cho bác này. Con này là 39cc luôn, cực kỳ mạnh. Con này nó có giảm áp nhá, giảm áp giật rất là nhẹ nhàng. Trọng lượng con này rất là nhẹ thôi, nòng đứng, chạy thì bao tiết kiệm nhiên liệu cho bao luôn. Ok, test nổi là con này 5kg nhá. Con này thì bao các bác cắt keo, cắt quế, cắt mỡ thoải mái luôn nhé. Rất là mạnh luôn, con này 5kg này. Rất là ngon, ok. Tiếp theo, số GT5. Con này thì dành cho các bác nào mà xài gia đình nhé. Cắt củi, cắt kia các kiểu này. Con này làm là nó làm 40 này. Xích là xài xích chuột nhé, xích mới luôn này. Con này là làm con này là con mang thương hiệu, con này là Mazu 310 này, 31cc, nòng tầm 37mm các bác nhá, cắt gia đình cực kỳ ngon luôn. Con này chuyên các bác cắt gỗ nhá, cắt thì bao tiết kiệm nhiên liệu luôn. Con này các bác mà dùng làm công trình ấy, mình cắt cọc tre các kiểu ạ, đi xách đi rất là nhẹ nhàng, mà máy cực kỳ ngon, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Trọng lượng của nó rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Trọng lượng của nó chỉ là 4 cân 4 thôi. 4 kg 4. Quá đẹp luôn. Test nổ cho bác con này này. Con này giá 1.2 triệu. Giá 1.7 triệu. Con này ghi nhập nhá. Con này bán anh em giá 1.7 triệu bao ship nhá. Số 5. Thôi xem clip tưởng 1.2 triệu điện. Bán 1.2 triệu lỗ luôn. Ok. Tiếp theo số 6. Số 6 có đến từ thương hiệu Makita lòng đứng này. Một con Makita tay dài lòng đứng này. Con này thì cắt gia đình hay là cắt đi cắt gỗ vanh 100 đổ lại cực kỳ ngon luôn. Con này thì bao bao ngon luôn, máy thì đẹp đến 90% luôn. Con này nó có trợ lực lớn này, có bơm xăng phụ này, có thắng xích luôn, thắng xích máy rất là mới. Đặc biệt nữa này, lam của con này lam 35 xích là xài xích mới này. Các bác nhìn xích này, xích mới nhá, xích chung 91 cực kỳ ngon luôn. Cái hàm rồng nó này rất là đẹp, ngoài đời rất là mới luôn. Makita một thương hiệu rất nổi tiếng, quá nổi tiếng luôn. Trọng lượng của nó này 5.5 kg. Ok, test nổ cho bác đây. Rất là mạnh luôn. Bây giờ trắng bốc này. Ok, con này bán anh em giá 2.500.000 bao ship. Con số 7 là con đến từ thương hiệu
Số 7 con đến từ thương hiệu Echo 3401. Con này là 34cc, nòng con này là nòng 39 ly các bác nhỉ. Nòng 39 ly nhá. À, dành cho bác cắt gia đình. Cực kỳ VIP luôn. Con này lam của nó lam 30, xích là xài xích chuột các bác nhá. Lam 30 xích là xài xích chuột này. Con này các bác nhìn cái bô này, rất là đẹp nhá. Con này thì nó còn thắng xích. Còn thắng xích cho bác này. Đấy. Nó có núm giảm áp này các bác nhá. Núm giảm áp các bác giật này, các bác đóng giảm áp và giật rất là nhẹ nhàng. Đặc biệt nữa nó tích hợp cái bơm xăng phụ này, rất là nhẹ nổ. Hai ốc giữ lam này, tăng xích tại ốp lam nhá. Con này thì trọng lượng của nó nhẹ nhàng cho bác luôn. Các bác dùng cắt gia đình cắt củi con này quá hợp lý luôn. Con này thì 4,7 kg. Ôi, máy đẹp. Ok. Test nổ luôn tiếng máy con số con này con mấy, con số 7 con này giá 2.400.000 bác ship. Kéo lê gió rồi. Ok, tiếp theo số 8 này, con số 8 này là con Silioa, mã của nó là 2030S, con này là 34cc, lòng 40 ly các bác, thích hợp cho bác cắt gia đình. Con này lam của nó lam 30, con này lam 40 này, xích là xài xích chuột này, xích là xài xích chuột nhá. Đấy, con này máy này rất là đẹp, rất là mới, con này có trợ lực nhá, có thích hợp bơm xăng phụ luôn cho bác này. Hai ốc giữ lam, tăng xích tại ốp lam luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Nòng đứng chạy thì bao các bác tiết kiệm nhiên liệu, bao bền. Con này trọng lượng của nó này rất là nhẹ thôi, 5 kg. Ok, test nổ luôn tiếng máy con này cho bác. Con này giá là đi 2.600.000 bao ship. Ok, tiếp theo con số 9 này, con siêu phẩm. Con này đến từ thương hiệu Silioa 405, dành cho bác đi khai thác nhá. Bác đi khai thác này, đi xẻ này. Đấy. Con này thì quá ngon luôn. Con này lam của nó lam 50 luôn này, xích là xài xích trung trên 325. Con này thì dành cho bác khai thác chuyên nghiệp nhá, xẻ các kiểu. Con này thì dòng này thì nó là một cái dòng siêu hệ luôn. Vì nó là Silioa, là cái dòng siêu hệ cắt bao bền, bao tiết kiệm nhiên liệu, rất ít khi hỏng vặt nhá. Cái dòng này mặc dù là dòng nòng nằm nhưng mà nó được các anh em đánh giá rất là cao luôn. Chụp ra trợ lực, trọng lượng của nó này nó cũng rất là vừa phải. So với con 40cc chỉ là 6,5 kg thôi, rất là dễ dàng cái bác di chuyển nhá. Vì là cái lam Latin này nên sẽ là hơi nặng thêm một chút xíu. Con này thì bán anh em giá là 4 triệu bao ship nhá. Test nổ con này cho bác luôn này. Ok, con này quá mạnh luôn rồi. Ok, rồi tiếp theo đến lô cắt cỏ. Lô cắt cỏ này sẽ gồm có 5 cây cho bác này. Đấy. Thì em sẽ nói nhanh lô cắt cỏ thôi. Thì các bác nào mua cắt cỏ thì có sẽ có đồ theo kèm này, có lưỡi để đồ vặn dây đeo chắn cỏ quật cước cho bác luôn. Đầu tiên GT10. GT10 là con đến từ thương hiệu Echo 303. Đấy, FE. Đấy, có nghĩa là 30cc, nòng tầm 37 ly nhá. Tum rời bố côn lớn. Con này thì cắt cực mạnh luôn, giá rất là mềm, giá chỉ là 1 triệu mốt bao ship cho bác. Con này thì các bác nào chốt em sẽ lên tay lái đôi cho bác nhá. Đấy. Con này thì cắt thì bao mạnh luôn, bao các bác quật cước, bao các bác sới cỏ được luôn nhá. Rất là khỏe. Bán anh em giá chỉ là 1 triệu mốt thôi. Ok, test nổ cho bác có trợ lực nhá. Như xe pin luôn. Quá mạnh. Quá mạnh luôn. Con này bán anh em giá 1 triệu mốt bao ship. Tiếp theo con số GT11 này. Con này thì đến từ thương hiệu Makita, Makita 26MM262, 26cc, nòng 34 ly, máy rất là đẹp. Các bác nhìn lốc máy này, bồ này. Đấy, lốc máy sáng bốc này, rất là đẹp nhá. Con này thì dòng Makita thương hiệu này chắc em không phải giới thiệu nhiều rồi. Nói đến Makita chắc ai cũng biết rồi.
từ đến những cái dụng cụ gia đình hay vật dụng của nó rất là ok, hàng rất là chuẩn. Con này chạy bao tiết kiệm nhiên liệu các bác, trọng lượng nó rất là nhẹ nhàng, nó rơi tầm 4,5 kg thôi. Bao các bác quật cước luôn nhá, hay là đi cắt cỏ trâu cho bò các kiểu nhá, cắt cho bò cho cá các kiểu rất ok. Ok, test nổ luôn tiếng máy con này các bác. Con này chạy chế Amaro, chế lê đỏ nhá, bao tiết kiệm nhiên liệu luôn. Rất là êm. Con này thì bán anh em giá 1,8 triệu này, cực kỳ êm, êm đềm luôn. Tiếp theo con GT12. GT12 con đến từ thương hiệu Mazuyama 2630 nhá. Con này đặc rất là ngon luôn. Các bác nhìn cái phần lốc liếc của nó này, đẹp không? Bồ biết này. Made in Japan nhá. Lốc máy made in Japan luôn này. Con này thì chế Onboro, chế 260, có chỉnh kim chỉnh tốc độ nhá. Tum rời này, bố con nhỏ nhá các bác nhá. Đầu bò chống cuốn cỏ luôn. Quá đẹp. Tung rời bố con nhỏ này, ok, test nổ luôn tiếng máy của các bác nhé. Chế Onboro 2 kim chỉnh, cực kỳ vip luôn. Chưa lên xăng. Quá ngoa luôn, máy nổ rất êm nha. Con này bán anh em giá chỉ là 2 triệu thôi. Con đến từ thương hiệu Mazuyama. Con này thì chạy đỉnh, bao tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đặc biệt đó là dòng tum rời này các bác này, để ý này, phải rất là ngon. Ok, tiếp theo con số GT13. Con đến từ thương hiệu Tanaka TBC3410 nhá. Con này 334cc, nòng tầm 37 ly này. Con này thì bao các bác quật cước luôn. Một cái dòng công suất lớn. Con này thì bình xăng dưới này, chạy chế Onboro này. Đấy, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho bác nhá. Một thương hiệu Tanaka, thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Con này thì bao các bác quật cước luôn, sới cỏ luôn các bác nhá. Ok, test nổ cho tiếng máy con GT13. Con này giá 2,1 triệu bao ship. Trợ lực nhá. Bán anh em giá 2,1 triệu bao ship này. Rồi, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay, con GT14. Con này đến từ thương hiệu Mazuyama. Con này là 32cc, nòng 38 ly, tum rời bố con lớn này các bác nhá, cực kỳ vip luôn. Tất cả đều zin nguyên bản từ A đến Z. Đây, công tắc nằm ở trên tay lái luôn nhá. Con này thì nó có trợ lực này. Lốc máy thì made in Japan này, cực kỳ ngon luôn. Một con Mazu 2332 có giảm áp luôn ở ấy luôn này, quá vip luôn. Chế Onboro 2 kim chỉnh nhá, cực kỳ đỉnh cao luôn. Con này thì chạy bao các quật cước luôn, 38 ly luôn nhá, cực kỳ vip. Bình xăng dưới, bao tiết kiệm nhiên liệu. Ok, test nổ luôn tiếng máy con GT14. Con này giá 2,5 triệu bao ship. Đáng bốc luôn. Rồi, tiếp theo con GT15 và GT16 này. Thì hai con này, hai con tỉa rào nhá, cắt cây cảnh này hay là tỉa chè các kiểu nhá. Hai con này thì em chưa đổ xăng rồi nhá. Hoặc nào muốn test thì có thể liên hệ qua Zalo của em. Con này GT15 trước đi. Con này thì con Tanaka 2 lưỡi này. Con này 21cc, nòng 31 ly này. Lưỡi 2 lưỡi nhá, con này lưỡi 60 này, 2 lưỡi này. Đấy, tích cỡ qua cắt ngang cắt dọc nhá. Con này thì bán anh em giá là chế Onboro này, bán cho anh em giá 1,6 triệu bao ship nhá. Tanaka, con này có Shidowa. Con số 16 này có Shidowa này. Con này thì cũng là 21cc, nòng 31 ly. Con này thì một lưỡi nhá, tích cỡ cho bác nào gạt ngang một phía nhá. Đấy, tạo hình vuông. Con này thì lưỡi của nó rất đẹp, lưỡi 70 nhá. Đây, lưỡi 70 này. Xài là con này lưỡi hơn 70. 1, 2, 3, 4, lưỡi 70. Con này thì Shinoa chạy thì vip rồi, các bác biết rồi. Chụp giờ trợ lực này. Con này thì bán anh em giá là 1,6 triệu bao ship. Cho bác là muốn test nổ cứ liên hệ qua Zalo 0976123370. Đó. Ok,
Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người ạ.